Thưa quý vị và các bạn, Đà Lạt Hiền Hòa Thơ Mộng luôn mang đến những mạch nguồn sáng tạo đối với những ai đam mê nghệ thuật. Và ca khúc Đà Lạt Trăng Mơ là một chuyện tình lãng mạn bắt nguồn từ cảm xúc rất riêng của người nghệ sĩ Lê Trọng Cảnh. Hãy cùng cảm nhận về nét nhạc và những tâm tư của người nghệ sĩ tài hoa này trong giai điệu bình minh hôm nay quý vị nhé. Thời tiết
Khi tôi còn ở nước ngoài thì có những ngày đầu xuân, thời tiết rất là đẹp, và tôi nghĩ nếu mà có nơi nào trên thế giới mà có được những ngày đó thì tôi sẽ về sống nơi đó. Và tôi đã tìm được thời tiết đó ở Đà Lạt, mát lạnh quanh năm, có nắng đẹp và không có nóng. Cho nên tôi quyết định ở lại Đà Lạt này cho đến cuối cuộc đời. Có lẽ với những lời chia sẻ vừa rồi của nghệ sĩ Lê Trọng Cảnh đã làm cho chúng ta càng thêm yêu Đà Lạt, thành phố trẻ đầy chất thơ. Hy vọng giai điệu đón chào ngày mới vừa rồi cũng đã mang đến cho quý vị và các bạn thật nhiều niềm vui. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị có thể xem lại chương trình vào lúc 16:15 thứ Bảy hoặc tại trang thông tin điện tử lamdongtv.vn và tại trang YouTube youtube.com/lamdongtv. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt.